Patriotic displays abound across Vietnam as the ruling Communist Party opens a major meeting in the capital, Hanoi. During the 13th Communist Party Congress, lawmakers select top leaders and approve economic policies for the next 5 years. Several Saigon citizens interviewed by RFA said they were not interested in the Congress, but not everybody. Nên phát triển những cái đường xá hay là những cái khu dân cư hay là xe cộ bớt kẹt hay đó mình rất là ok để cho nó đỡ về kinh tế đó. Tại chú thấy bây giờ nhiều người thất nghiệp lắm con ơi, nhiều người vất vả lắm, đó là lang thang trên đường phố. Mong cho Việt Nam mình nó phải phát triển cho những người nghèo, người ta thoát nghèo đi chứ, nhiều mảnh đời đau thương lắm. The Congress is scheduled to end on February 2nd.